Ngày 24 tháng 3, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng xảy ra trên đèo Hải Vân. Đồng thời, Công an khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Thị Kim Ngân, cung trú tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, về hành vi gây rối trật tự công cộng vì lái xe diễn xiết trên đèo Hải Vân ngày 19 tháng 3 cơ quan công an cho biết thêm sau khi diễn xiết trên đèo hải vân cấp vợ chồng này về nhà tại huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế thì còn tham gia một vụ đánh nhau gây thương tích hiện nguyễn thị kim ngân đã bị công an quận liên chiểu áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh để điều tra xử lý do đang phải điều trị thương tích vùng đầu nguyễn thế anh bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra vì có liên quan đến vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại địa bàn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế